Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với Nhân Khả năm ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bát đập ngựa lên cấp 5 nha năm ơi. Có khá nhiều anh em hỏi Khả là không có ngựa đã lên cấp 5 chưa. Hiện tại thì server thì mua cái cục đá top phiến 5 rất là khó mọi người. Thì hôm trước Khả đã mua được một cục, Khả để dành đến ngày hôm nay thì sợ là có quán mua thêm mà vẫn mua không ra năm ơi. Ok, thì bây giờ trong cái thời gian chờ đợi cũng mấy ngày rồi. Nói chung hôm nay cũng khá là nóng lòng. Ok, thì chúng ta sẽ đập nha năm. Cái khá là nóng lòng luôn năm ơi. Bây giờ Khải khá là nóng lòng đợi ép luôn em ơi. Trước khi ép Khải sẽ ép cục hón bên cục đổi thành tam sức thạch. Cục tam sức thạch kèm với 2 cao vạn 500 xu. Rồi tiếp tục là con ngựa, Khải sẽ hỗ trợ mở khó bảo hiểm nhanh. Tại vì con ngựa khả năng khó rồi. Mở ngựa nào là mới đi ép được như nào. Thấp nhàng. Rồi ok. Làm phát như thế nào đâu, thật sự là rất khó đâu ơi. Cái cục này là mua khoảng tầm 3 kim rưỡi. Rồi cái này 500 nữa, 500 xu là 4 kim. 4 kim bữa này 2 cây dạng nữa là đập một phát là 6 kim đâu ơi. 6 kim thì tương đương khoảng tầm gần 400.000 một lần đập. Lần này một lần 400.000 nha nam. 400.000 một lần đập, liệu thử có lên hay không nha nam. Định gom 3-4 cục đập lần thì thật sự là gom bữa giờ không ai bán đâu ơi. Server tầm này đánh boss cũng ít ra cục tối phiến á. Đâm ra thì nó dạng hàng hiếm luôn em ơi. Mua cục tối phiến này rất là hiếm luôn. Rồi. Ok, giờ Khải sẽ đập cho anh em xem. Lên hay không này. Ghép ngựa tối phiến. Chế tạo ngựa tối phiến. Kim. Cấp 5. Ồ, thất bại nè mày. Khó quá. Lần này thằng cấp thất bại, mất số nguyên liệu, mất hết nguyên liệu này, mất hết 6 kim. Quá nhỏ. Đó, ok cho anh em xem, nói chung là cái tỷ lệ ép thì chỉ có khoảng tầm 20% thôi anh em ơi. Cái ở đây là cái khó, là cái khó cái thối phiến 5 anh em ơi, tìm không ra chứ có cũng phải cố gắng đập cho anh em xem luôn. Không ra thối phiến 5 anh em ơi. Hiếm quá, quá hiếm thối phiến 5. Thật sự là quá hiếm. Tỷ lệ đập chỉ 20% lên thôi. Nên là Khải muốn là gom 4-5 cục đậm lần nữa. Nhưng mà thực sự là quá chua. Khói anh em hôm nay làm video khá là thất bại. Này là bát thứ 2 đập ngựa lên cấp 5 năm ơi. Anh em ở bát 1 thì Khải đập 8 phát lên được cấp 4. Là cứ trung bình là 1 xịt 1 lên, 1 xịt 1 lên. Còn lần này thì cái bát này thì sợ quá thất bại. Tại vì tìm không ra cái tối phiến là khá nôn. Làm ra đập xịt rồi em ơi. Bây giờ muốn đập thêm cũng không có tối phiến nữa mà đập. Vì anh em xem video thông cảm đừng quên để lại một like, chia sẻ ủng hộ video chơi anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha. Đợi tiếp tục bắt sâu đập thôi em ơi. Đập này thiệt sự là quá nhỏ em ơi. Thiệt sự là quá khó. Chứ không phải đơn giản đâu mọi người. Thiệt là quá khó. Đợi hôm sau sẽ cố gắng mua 3-4 cục đập một lần. Thiệt sự là đúng là kiểu quá là mạo hiểm rồi em ơi. Đập một phát một với tỷ lệ 20% thì quá mạo hiểm rồi. Rớt rồi sẽ dỡ lên một lắm. Sẽ dỡ lên cấp 5 lắm mà. Ok luôn.